Nơi đâu chơi xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi ao đôi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 26 tháng 8, em tiếp tục các lạnh thiệu gấp một chiếc đầu đến từ thương hiệu của Peeler. Model của nó là PDZD50. Đây là chiếc đầu có chức năng là 2 trong 1. Thứ nhất là đọc và ghi đĩa CD chất lượng cao. Thứ hai nữa là kiêm chức năng giải mã không mồi 24 bit qua đường cổng quang, qua đường cổng cô xoan và sử dụng thanh qua đường analog. Và đường xuất ra thì cũng đủ 3 đường như vậy. Rất là tiện lợi trong các bác sử dụng. Chiếc đầu này thì được sản xuất năm 2007. Với giá sưởng của nó là 69.800 yên, nó tương đương với khoảng độ 14 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Và chiếc đầu này thì sở hữu cái xoay ngang là 42 cm, chiều cao của nó là 10,5 cm và chiều sâu của nó 28 cm. Nó nặng là 4,5 kg. Màu sắc của nó là mặt màu vàng gold. Nhìn rất đẹp và sang, đồng hồ quát cũng như là cửa đĩa kia ở giữa, nhìn rất là hài hòa. Đấy. Chất âm cho ra của chiếc đầu này là 24 bit, đấy, sạch sẽ rất là chi tiết. Phần ghi đĩa CD của nó rất chất lượng ạ. Về phần ngoại hình thì em cũng xin quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Về phần mặt tiền. Mặt tiền của chiếc này còn khá là đẹp đấy nhá. Đi về thì tình trạng có một cái lúm chuyển bài này thì nó bị lai, nó không đúng theo cái lúm của nó hay đúng của nó kiểu dạng như này. Đấy. Về phần nắp lưng ở bên đây dán xi rất là đẹp, đây có một cái cấn nhẹ đây. Đấy. Ở bên đây cũng khá là đẹp mà có một cái sữa này. Về phần cạnh trên, cạnh trên của nó khá là đẹp nhé, khá đẹp. Tuy nhiên thì đây có vết xước này, phần xi. Đây là phía sau. Model của nó là Peeler PDZ-D50, điện 100V, công suất của nó 11W và được sản xuất năm 2007. Serie của nó là 00968080JP và được sản xuất tại Malaysia, xuất tại Nhật, điện 100V và sử dụng nguồn 3 chấu rời. Toàn ốc phía sau đều là mạ đồng hết, thì nó gồm có đường vào như là đường lai vào đây, thì có đường analog vào này, in này, out là đường ra này, đây là đường vào này, có đường quang vào này, đường cô xoan vào này, và đây đường quang quang ra này, đường cô xoan ra, đường quang ra đây, đường quang ra thì màu đỏ tiếp tục bình thường thôi nhé. Đấy. Thì em cắm đầy đủ đường vào và để em test cho bác rồi. Thì một chút nữa các bác sẽ xem cái thao tác của bên em. Đấy. Về phần nội thất bên trong của chiếc này còn rất là mới, máy móc thì là zin nguyên bản. Đấy. Mắt đọc của nó zin thông máy luôn, và đây là cái ốp bên ngoài để bảo vệ phần cơ mắt. Đấy. Tụ là tụ của dòng này là tụ của Jubecom các bác nhé. Jubecom. Và những tụ này là tụ của Digicom. Đấy, khá là chất lượng đấy ạ. Đây, những tụ phần nguồn này là toàn bộ Jubecom, là tụ thương hiệu nổi tiếng rồi. Ốc yếc cái trong này còn mạ đồng. Đấy. Rất là tiện lợi cho bác sử dụng, các bác vừa nghe đĩa CD, các bác vừa ghi đĩa CD chơi rồi là các bác làm giải mã nhé. Tiện lợi. Phần đáy phía dưới còn khá là đẹp nhé. Và đây em test các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để cho bác được thưởng thức. Và chiếc đầu này thì bên em bán với mức giá là 3,4 triệu đồng không nhé. Em bao office ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Và bên em vẫn tặng kèm không một đĩa CD gốc Việt Nam cũng như là một dây quang dài 1m8 để cho các bác kết nối làm giải mã. Đầu thì nó không kén đĩa, đọc tốt đĩa nòng xanh là đĩa sao chép, đĩa nòng vàng cũng như đĩa nòng trắng. Và đây thì em cũng test một cái đĩa CD của Ngọc Quy các nhé.
Cái này là chính cái đầu này ghi đấy ạ. Em phát cho các bác. Và hôm nay em chỉ test cái chức năng đọc thôi và chức năng làm DA thôi chứ không test chức năng ghi, bởi vì chức năng ghi rất là lâu nhé. Em bao chức năng ghi chiếc đầu này để bác sử dụng, và nó chỉ đọc cũng như ghi đĩa Polo thôi, chứ còn đâu là đĩa Maxell hay cái là nó không ghi đã nhận đĩa. Và em xin giới thiệu ở thành phố Thủ Đức, thuộc Hồ Chí Minh, số điện thoại là 0907 23 269. Bác nào ở gần thì qua anh em chọn lựa mua sản phẩm, bác nào ở tỉnh xa thì liên hệ trực tiếp em qua hotline hoặc kết bạn Zalo em để tiện trao đổi nhé. Rồi các bác đeo tai phone vào để em thưởng thức ạ. Cho vừa nhớ
có em rồi hờn để mãi suốt thêm ngàn năm. Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ, tay em kết nụ nuôi trọn một đời, nuôi một đời người. Mùa xuân vừa đến, xin mãi ăn năn mà dù mãi ngàn năm từng ngón xuân đông, bàn tay em nắm ngón anh dù ngàn năm, sân hương sẽ quên sáng em trôi dài, trôi mãi trôi trên ngàn năm. Xin phép được dừng chức năng test đọc đĩa CD đây và em test cái chức năng là mà giải mã thôi nhá. Đấy. Bỏ đĩa ra nhá. Đây là có lúc input này, input là chọn đường vào thì đây nó sẽ báo đèn.
Thì hiện tại đang là optical nhé, cổng quang. Cosine là đường đường đồng trục đấy ạ. Và đây đường analog này, đấy, các bác chọn. Các bác cắm vào đường nào thì các bác chọn đường đó. Và sau đó ấn monitor này, tự động nó giải mã. Còn các bác có thể ấn sang nút record này cũng được, không sao cả. Nhưng mà record này dành cho nút ghi. Chẳng hạn ghi các bác cho đĩa vào, sau đó các bác ấn nút record này sẽ ghi không nhé. Đấy. Thì chức năng ghi em sẽ không test, em ba chức năng ghi rồi. Em để test chức năng làm DA qua ba đường thôi. Thì các bác trong khi chuyển đổi thì các bác để ý giúp em. Trước tiên em đang để đường analog nhá. Đường analog thì cũng tăng giảm âm lượng đây. Còn đường digital thì cũng tăng giảm âm lượng, thì một chút nữa sẽ test đường digital tăng giảm âm lượng như nào thì các bác hãy để ý giúp em. Đấy. Em làm video rất là kỹ càng thì để các bác xem và các bác đỡ phải hỏi nhiều nhé. Em đang để analog này, em bấm monitor này. Đấy. Tăng giảm âm lượng này. Đấy. Có để vừa phải thôi, lớn quá nó bớt tiếng nhá. Quang này. Hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rọi xuống trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào có là một chiều ngồi say một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa trốn xa. Chọn đây để tăng giảm lượng này. Mây này. Che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại. Con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Em xin phép được dừng video test ở đây. Thì các chức năng đọc đĩa CD, chức năng làm DA qua đường cổng quang, qua đường cổng cosine và chuyển đổi thanh qua đường analog hoạt động hoàn hảo nhé. Và giá thì của chiếc đồng này thì bên em bán với giá là 3,4 triệu đồng. Em bao với ship toàn quốc, bao là chuyển đủ tiền, bao là đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Và bên em tặng kèm không một đĩa CD gốc Việt Nam để bác sử dụng, cũng như một dây quang dài 1m8 để các bác kết nối. Số điện thoại là 0907223269 nằm ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại các video sau ạ.